Hello mọi người, lúc nãy Dũng coi lại cái clip clip ngày hôm qua của Dũng thì Dũng mới phát hiện ra là đúng là cái mặt của Dũng sưng thiệt, nhổ hai cái răng khôn cho nên nó sưng mà mình không biết. Mà hôm qua quay clip xong thì cũng thấy bình thường, nó chịu họp liên tù tì 3-4 tiếng, nó nói nhiều quá nó rung, nó rớt tới tối nó rớt cục máu đông ra, miệng đầy máu. Cho nên là hôm nay thì sẽ nói tùy duyên ha, chứ cũng không dám nói quá nhiều, nói quá nhiều rồi nó cứ tái đi tái lại cái chuyện rớt cục máu đông để chảy máu ở răng ra thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe. Cái may là của Dũng là gì đó, Dũng mổ xong Dũng không có thấy đau nhiều. Ok, bây giờ Dũng sẽ tìm các cái câu hỏi để trả lời. Hiện tại bây giờ thì câu hỏi nó rất rất là nhiều. Nó nhiều quá như thế này thì coi như là thấy cũng thấy khó chịu khi mà có nhiều bạn hỏi mà mình không có thể kịp trả lời được. Có một bạn 55 VBAA hỏi một cái câu về kỹ thuật theo kiểu là query với form này, những nút print thì ghi dữ liệu bất kỳ do chúng ta chỉ định vào biến va, khai báo trong code lab này kia. Cái đó anh em kỹ thuật còn code thì trả lời giúp Dũng nha, chứ trong cái khuôn khổ mà Dũng đọc như thế này thì Dũng không thể trả lời các mấy cái câu hỏi theo kiểu kỹ thuật như vậy được. Đó. Bạn Vương VL, Vương VL ha, nghe cho nó sang, .NET hỏi rằng là anh Dũng có thể chia sẻ hành trình của anh trở thành architect sau thời gian làm engineer gắn như vậy không anh? Theo như anh đề cập thì tầm có khoảng 9 tháng 2 năm, 9 tháng cộng 2 năm anh đã chứng minh năng lực của mình như thế nào để họ phá rào như vậy à? Em cảm ơn. Có thêm một câu hỏi nữa để mình đọc trước luôn để mà tí nữa mình trả lời ha. Thì câu này bây giờ là trở thành đã 1 tháng rồi. Thì bạn Nguyễn Đức Thành bạn hỏi là đáp trình cỡ fresher như em thì nên đầu tư kiến thức về chiều rộng hay chiều sâu. Ok, rồi bây giờ chúng ta đi nha. Bây giờ là 7:30 ngày mấy đấy, ngày mùng 7 tháng 4 à, mùng 7 tháng 5 ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024. Cái năm này là một cái năm rất là mệt mỏi, nhiều khó khăn á, nhưng mà thời gian nó trôi cũng nhanh lắm các bạn. Tính ra tới bây giờ nó đã trôi nửa năm này. Nói chung là một năm có nhiều khó khăn và nhiều áp lực. Có một cái là do áp lực nó nhiều quá cho nên là thời gian nó trôi nhanh vun vút luôn. Hy vọng là hôm nay cái cam này nó không có bị rớt xuống rồi chiếu cái bụng béo của Dũng cho mọi người thấy nữa. Cái câu chuyện mà Dũng chỉ sau tầm có khoảng 9 tháng và 2 năm để trở thành một anh architect, mà nó buồn cười ở chỗ là Dũng bắt đầu làm developer vào năm Dũng 25 tuổi sau khi 3 năm đi dạy ở trường đại học, và làm Java developer được 9 tháng. Đó. Sau đó thì công ty đó nó bị bankrupt thì Dũng mới nói sao ta? Thôi bây giờ kể cho nó kỹ hơn chút đi. Lúc mà Dũng làm Java developer 9 tháng đó ở cái công ty mà startup đó thì Dũng làm cùng một lần, nói chung cùng một lần thì không đúng, nhưng mà Dũng có làm 3 cái dự án, mà thực chất là 4. Một cái dự án là về e-greeting card. Thì cái dự án này là cái dự án mà về một cái trang mọi người
tạo ra hoặc là chọn các cái thiệp, ví dụ giống như là thiệp mừng Christmas, thiệp mừng sinh nhật vân vân, được làm bằng flat action script, có gọi là có động, có lập trình này kia, có các cái hiệu ứng như là tuyết rơi rồi ông già Noel chạy các kiểu. Cái ứng dụng này thì làm bằng Java Spring thời xưa, và ứng dụng này thì các cái công việc chính của Dũng nó không có nằm ở việc code feature, tại vì lúc đó dự án nó đã code các cái feature xong rồi. Việc của chúng chính của Dũng lúc đó là nén, tức là viết một cái service ở đằng sau để hỗ trợ nén file video khi mà người ta post các cái clicking code mà theo cái dạng video lên đó, thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ ở behind ấy, là mình sẽ convert cái file video đó và nén nó lại. Đó là công việc ban đầu của Dũng. Nhưng mà khi mà Dũng học về cái đó thì Dũng lại Dũng làm về cái đó thì Dũng lại rất là tò mò về cái kiến trúc của Spring, cho nên là Dũng mới tự học cái kiến trúc của Spring Framework. Tại vì thời điểm đó Dũng không biết gì về lập trình web, không biết gì về request response, không biết gì về get post put delete hết. Và người ta tuyển Dũng thì người ta hỏi cái gì Dũng trả lời cũng không được, vậy mà người ta cũng nhận đó, chả hiểu lý do tại sao. Thì Dũng mới thấy cái Spring nó cũng khá là hay, cho nên là Dũng mới ngồi tự học và Dũng xem cái structure của cái dự án, và Dũng tự dựng lại cho mình cái structure của cái app của mình ở nhà để mà mình biết về nó nhiều hơn. Đó. Thì Dũng rất là thích cái cách của Spring, cái cách của cái MVC thời đó. MVC là một cái gì đó nó cũng mới mẻ, chứ không có phải là nó quá phổ biến giống như bây giờ. Và Dũng thấy rằng là Spring nó quá phức tạp đi, và nó cái phức tạp của nó không phải là về code, mà cái phức tạp của nó là về các cái file XML mà cấu hình cho các Java bin ấy. Thì một cái dạng dependency injection và initialize các cái Java bin, nhưng mà lại dùng toàn bộ là XML, thì cái ứng dụng của Spring ấy, nó không có làm cho mình cảm thấy vui nữa, tại vì mình code mà mình cứ phải coi như là mấy chục cái file XML như vậy thì nó không có vui đẹp nào hết. Đó. Thì Dũng mới tự hỏi, ủa chứ không có cái framework nào mà nó có thể làm tốt hơn được cái thằng Spring trong cái chuyện này, nó đỡ phải cấu hình như vậy hay không. Thì Dũng mới tìm hiểu, thì Dũng mới phát hiện ra là có Strut này, Strut framework bên Java này, với lại là có Code Injector. Có phải Code Injector không? Chắc là Code Injector rồi, Dũng không nhớ rõ tên, nhưng mà nó là bên PHP. Thì Dũng mới tự học cả hai cái đó, với lại là nó có thêm một cái framework bên chỗ bên cái ngôn ngữ gì ta quên, Ruby on Rails à, đúng rồi, cái framework Ruby on Rails. Thì nó là ông tổ, gọi là ông tổ của MVC thì nó cũng chưa hoàn toàn chính xác, bởi vì ông tổ của MVC thì có từ năm 1972 cơ. Nó từ một cái ngôn ngữ khác và phục vụ cho một mục đích khác, không phải là web. Thì tình cờ thì Dũng mới phát hiện ra là trên trang web của Microsoft nó cũng bàn về MVC, và nó gọi là ASP.NET MVC. Tại thời điểm đó thì nó là phiên bản ASP.NET MVC bản preview 1, tức là nó chỉ mới có ra mắt cái bản preview thôi. Và Dũng rất là thích cái ngôn ngữ lập trình C#, thích hơn cả Java rất là nhiều, mặc dù mình biết rằng là nó là nói chung là clone cũng nhiều thứ từ Java, học tập từ Java rất là nhiều, nhưng mà nó có cái sự sạch sẽ tươm tất của Pascal. Pascal là cái thứ mà mình code từ ngày xưa, cho nên là mình cũng rất là thích.
cho nên là mình mê C# lắm. Cho khi mà mình nghe nó có cái framework là ASP.NET MVC ấy, thì mình bắt đầu mình starting mình làm việc với .NET với ASP.NET MVC. Kinh nghiệm .NET của Dũng thì không phải là tới lúc đó Dũng mới bắt đầu học .NET ha. Nó không có đúng, Dũng bắt đầu code .NET đâu đó từ năm năm 3, C# từ năm 3. Và Dũng code thì Dũng có làm nói chung là một số các cái đề án này kia là Dũng đã làm rồi. Còn trước đó thì Dũng viết Windows Apps, Windows Form Apps á, là bằng VB.NET với không phải bằng VB.NET, bằng VB6 với lại là .NET với lại là Windows Forms. Thì Dũng viết app, Dũng bán cho người ta. Cho nên nói về .NET thì không phải là Dũng không có kinh nghiệm, mà Dũng đã có kinh nghiệm. Nếu mà nói về cái chuyện mà code, mà trường code như vậy thì nó cũng đâu đó tầm 1 năm, 1 năm rưỡi rồi. Cho nên các bạn, khi mà các bạn nghe rằng là Dũng chỉ có 9 tháng kinh nghiệm như là lập trình viên, thì cái đó nó gọi là officially là 9 tháng kinh nghiệm như là lập trình viên, được người ta trả lương ha. Chứ còn trên thực tế thì nói là kinh nghiệm lập trình thì của Dũng thì nó dài hơn đó. Và đó là năm 2009 thì Dũng bắt đầu, Dũng đã học về ASP.NET MVC và Dũng rất thích cái framework đó, và Dũng muốn là sử dụng nó trong tương lai. Và Dũng cũng rất là thích hai cái bạn. Sau này thì Dũng có tìm được hai cái bạn đó. Thực ra thì lúc đó, lúc mà tự học đó thì Việt Nam nói chung cũng chưa có người nói gì nhiều về ASP.NET MVC đâu. Các cái bài viết của Dũng mà Dũng viết, bài blog mà Dũng viết về ASP.NET MVC là thời đó nó lên trang ASP.NET của Microsoft á, thì họ share các cái bài viết của Dũng lên cho nó. Đó, thì các bạn cũng hiểu rằng là nó, mình bắt đầu mình làm, mình học và mình học, mình ứng dụng nó, mình làm nó, thì người ta cũng thấy các cái bài viết của mình thì người ta cũng share lên á. Cho nên là nó nói chung là mình cũng là một cái người gặp may một chút. Đó là cái giai đoạn mà Microsoft nó thực sự nó cần quảng bá cho cái framework của nó. Thì đến khi mà cái công ty đó là cái dự án Dũng làm về Egritting Code ha. Rồi Dũng làm thêm cái dự án về cái ECD thì nói chung là làm các cái kiểu giống như các cái mall đó, mà ảo, thực tế ảo á. Nó kêu thực tế ảo thì không đúng, nó là các cái 3D mall trên web mà giúp cho người ta có thể đi vô xem hàng, chọn hàng, rồi tương tác với nó. Nói chung là nó là 3D đó. Thì Dũng code với Paper Vision 3D và Dũng tự học Flex với lại ActionScript để mà Dũng code cái POC, cái demonstration cho cái capability của Flex ActionScript với lại là Paper Vision 3D để mà showcase cái khả năng mà làm ra được một cái ứng dụng ở Virtual ECT. Thì các bạn có thể thấy rằng là nếu mà ở cái thời của bây giờ thì người ta sẽ nói rằng là Dũng là một người có khả năng research tốt, tại vì thực chất thì anh architect của Dũng, anh là Việt kiều bên Mỹ, anh cũng lớn tuổi rồi, lúc đó anh cũng tầm 45-47 gì đó, thì anh cứ nói là Dũng làm này thì Dũng tự Dũng làm thôi, chứ cũng có đâu có ai hướng dẫn gì đâu, Dũng tự Dũng làm rồi Dũng chọn công nghệ, Dũng làm, Dũng propose lên đó. Thì cái đó là nó khá là hay đó. Và mình cũng học được nhiều, mình cũng phát hiện ra là quá trình mà làm ra những cái thứ mà liên quan tới 3D giống như vậy nó không có đơn giản, nó là một cái sự collaborate của cả ba bên ấy. Thì giống như là bên
ở bên chỗ bên graphic designer, bên bên chỗ bên những cái người mà chuyên về 3D rendering này, rồi mình mới load cái model 3D đó lên, rồi mình mới bắt đầu tương tác lập trình với nó, rồi mình phải học về các cái góc chiếu, về vật lý này kia. Nhưng mà cái công việc đó thì nói là làm Java developer 9 tháng, nhưng mà thực ra thì Dũng làm Action Script nó còn nhiều hơn cái Java developer nữa. Với lại là Flex, Flex chứ không phải là Flash nha. Flex là nó dùng để phát triển ứng dụng mà theo dạng lập trình hướng đối tượng của Adobe nó phát triển. Và Dũng còn làm một cái công việc nữa là optimize JavaScript của một cái ứng dụng có từ trước, được viết bằng DWA của hình như của Google hay sao với Java đó. Thì cái công nghệ DWA đó thì nó cũng theo cái dạng rằng là nó expose các cái hàm này kia trên 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 phía phía server server side, và toàn bộ cái code nó được 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 tương tác ở phía bên dưới là toàn viết bằng JavaScript hết. Thì Dũng phải ngồi optimize cái đống code đó của một cái dự án, nó cũng khá là nhiều đó. Thì khi mà Dũng vừa phải làm khá là nhiều công nghệ mới và lạ này kia ở trên công ty và ở nhà, thì Dũng ngồi Dũng học thêm về ASP.NET MVC, rồi Dũng mới gọi là gì đó, bắt đầu viết bài chia sẻ những cái mình học được về ASP.NET MVC, viết blog đó. Rồi đến khi mà Dũng thất nghiệp đó, thì Dũng mới mở công ty đó, thì Dũng chọn ASP.NET MVC làm cái công nghệ chủ đạo để mà Dũng dùng Dũng viết web app này kia. Thì Dũng đã cùng với anh em, nhưng mà thực chất thì nói là Dũng nó tự dựng thì đúng hơn, anh em thì lúc đó cũng còn non lắm, cho nên là Dũng đã tự dựng ra cái structure của cái web framework, rồi lo những thứ về security, rồi bắt đầu hướng dẫn mọi người làm. Thì Dũng làm một cái CMS để hỗ trợ cho mấy cái trường trường học cấp 3, với lại là trong cái thời kỳ mà còn năm cuối của đại học á, với lại là năm với thời kỳ không thời kỳ dạy đại học chứ, thì Dũng cũng có làm một cái software POS quản lý cái nhà hàng tầm có mấy trăm bàn, có các cái chương trình khuyến mãi, rồi thẻ VIP, rồi gì đó gọi là recharge, gọi là có tiền tặng 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 tiền cho các sếp này kia, hoặc là cho các bạn như là quà sinh nhật này kia. Thì nói chung là đó là một cái app mà quản lý nhà hàng mà nó khá là full feature, gộp bàn, tách bàn, rồi bán theo giờ, có phụ thu các kiểu, tất tật mọi thứ. Thì cái app đó thì tới 70% là Dũng code, còn 30% là khi mà Dũng code xong hết tất cả các cái phần quan trọng rồi á, thì bắt đầu Dũng thấy chán, thì Dũng mới kêu một cậu học trò của Dũng, thì Dũng cứ kêu cậu học trò đó làm. Thì may là nhờ cái sự kiên trì của chú nhóc đó đó, tại vì nói vậy chứ làm hết 75% rồi, nhưng mà còn 30% những cái vớ vẩn còn lại á, mà nếu mà mình không có bỏ thời gian ra mình làm thì nó cũng không thành cái sản phẩm được. Nhưng mà cái tính Dũng thì nó lười á, với lại thích làm cái gì mà nó thú vị, mấy cái thứ mà không thú vị thì phải có người khác làm. Thì nhờ bạn nó làm xong, thì cái bạn đó là bạn bạn Thái, bây giờ là bạn đang là project manager dưới công ty BBV dưới chỗ dưới quận 12 này. Thì nếu mà ai mà tình cờ mà làm ở công ty đó thì có thể hỏi Thái, thì sẽ biết những lời Dũng nói là sự thật hay là không. Đó, thì cái việc mà Dũng tự Dũng phải dựng cái gọi là dựng framework thì không có đúng, nhưng project skeleton, rồi phải build một cái CMS ngay từ đầu, rồi phải định làm ra. Thời đó thì rất rất là thích cái thi cái muốn 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 mà có tiếng mà, cho nên là muốn thi cái giải mà trí tuệ Việt Nam cái kiểu đó. Thì Dũng cũng muốn làm ra một cái nền tảng để chia sẻ tri thức mà theo kiểu đa ngôn ngữ, với cái ý tưởng đại đồng rằng là một người có thể viết bằng tiếng Lào hoặc là tiếng Việt Nam gì đó,
xong rồi những người khác thì có thể dịch qua ngôn ngữ của họ, tức là họ có thể họ viết bằng tiếng Anh trước, rồi mình thấy nó hay, nó thú vị thì mình mới ngồi mình bỏ công ra mình tạo ra cái phiên bản bằng tiếng Việt, rồi mình quản lý phiên bản của các cái bài viết đó, các cái document đó. Thì nói chung là làm cái dự án đó nó cũng hay và cũng vui á, và cũng giúp cho mọi người improve được cái technical skill của họ rất là nhiều đó. Thì đó là một cái dự án mà mình cũng cũng làm cái thời điểm mà năm 2010, và mình cũng làm thêm cái câu chuyện nữa là mình mở các cái code cam mà để mình dạy cho mọi người về về lập trình. Thì trong đó hiện tại bây giờ thì có một bạn là project manager ở Đà Nẵng của Appshop, bạn đó là bạn Long, thì bạn đó là mình mở và bạn đó phụ giúp cho mình rất là nhiều để mà dạy cái chương trình code cam đó. Thì nó diễn ra trong vòng 10 tuần, thì Dũng dạy vào ngày sáng thứ bảy và sáng chủ nhật, thì Dũng mượn phòng này kia của trường đại học Dũng dạy đó. Thì đó là cái khởi đầu để mà nói cho các bạn biết là tại vì sao mà Dũng mặc dù không có kinh nghiệm officially là một cái .NET developer, nhưng mà tại vì sao Dũng lại tự tin rằng là Dũng có trình độ .NET nó tương đối tốt. Đến đến năm 2020 2010-11 thì những cái hoạt động của Dũng, những cái mà mọi người biết về Dũng, thì Dũng đã được Microsoft Việt Nam người ta tặng cho, nói là Microsoft Việt Nam nhưng mà giải thưởng này thì giải thưởng toàn cầu ha. Thì Microsoft nó tặng cho cái giải thưởng là Microsoft MVP vào mùng 1 tháng 4 năm 2011, giải thưởng Microsoft MVP cho cái cống hiến về Visual C Sharp đó. Thì đó là cái giải thưởng của Dũng nhờ các cái hoạt động của Dũng về chia sẻ tri thức này kia về 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 C#, về ASP.NET MVC các kiểu. Thì ở thời điểm đó thì cũng có anh Bủ Nguyễn thì ảnh cũng có các cái giải thưởng MVP, nó cũng có thể là trước Dũng một năm hoặc là cùng thời với Dũng đó. Thì có thêm anh Bủ Nguyễn nữa. Bủ Nguyễn thì các bạn maybe các bạn có biết ha. Thì Bủ Nguyễn là từng là Vice President của KMS Solution. Sau này thì anh Bủ qua bên bên Mỹ luôn, rồi cũng làm cho các cái công ty mà nằm trong cái hệ sinh thái của KMS, làm theo dạng CTO hoặc là Chief Expert đó. Thì anh Bủ là một cái người mà rất là thông minh sáng dạ. Mình không có gặp anh Bủ personally lần nào, nhưng mà thời đó thì cái giới mà nói chung là có tiếng về .NET thì mình cũng biết cũng khá nhiều, cũng biết vài người ha. Rồi rồi lúc đó thì mình cũng khá là thích gì đó Nasdaq, tại vì Nasdaq khá là mạnh, rất là mạnh về .NET. Có bạn Thoại Nguyễn. Bạn Thoại Nguyễn thì hiện tại bây giờ là bạn đang làm ở bên Úc ấy. Thì bạn đó thì rất là giỏi về technology. Tháng chung thì thua mình 1 tuổi, thì cũng 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 làm với Thoại Nguyễn. Thì thời đó thì Thoại Nguyễn với Tháng Chung làm cái app là clone cái tính năng của Twitter, nhưng mà làm giống như là Twitter Ally app mà trên nền tảng của Azure đó. Thì mình thấy nó rất là hay, mình rất là nể các bạn đó, tại vì cái kỹ năng của các bạn nó cũng, cũng cũng rất là tốt đó. Thì nó cũng lý giải lý do tại vì sao mà mình rất muốn vào vào làm Nasdaq cái thời điểm đó, đó. Thì mình mới với tất cả những cái thứ mà mình có giống như vậy á, thì nó cũng make sense để mà mình nghĩ tới câu chuyện là mình có thể mình đi vào với Nasdaq, đúng không? Để mà mình gọi là theo kiểu bại quyền phục hận gì á, tức là ngày xưa tôi đi vô tôi đòi phỏng vấn
làm senior.net mà anh chỉ offer cho tôi là junior. Mặc dù là kinh nghiệm của tôi cũng tệ tẹo nào hết nhưng mà anh offer là junior. Thì bây giờ tôi quay trở lại và tôi cũng cái tâm là đi vô làm thì junior hay là làm senior này kia thôi, đúng không? Nhưng mà mình chưa có nói tiếp cái câu chuyện đó là lúc mà mình làm cho IMT Solution đó, thì mình làm Training Manager và mình làm cơ dạng giống như là cũng là Technical Consultant, thì mình đi train về ASP.NET, MVC, về WCF, Windows Communication Foundation đó, vân vân và mây mây, cho mấy cái công ty bảo hiểm rồi này kia. Ví dụ giống như là cho đội IT của Manulife rồi này, rồi support cho IMT Solution đó, để mà hỗ trợ họ build cái business về training. Thì cái đó là một cái khởi điểm mà Dũng nghĩ rằng là nó thực sự là cái giai đoạn đó là Dũng đi nó hơi lệch hướng và đi lạc đường một chút đó, thì Dũng mới nói thôi bây giờ mình quay trở lại với Tech đi đó. Thì mình trong cái giai đoạn mà Dũng làm cho IMT Solution đó, thì thực ra Dũng vẫn tiếp tục ngoài giũa cái kỹ năng về .NET này kia, và Dũng có một cái routine khá là bền vững. Đó là cứ trung bình một tuần ấy, là Dũng viết 3 bài blog về ASP.NET, MVC, với WCF này kia. Và đến khi mà Dũng xin nghỉ IMT Solution ấy, vào tháng 1 năm 2012, thì lúc đó Dũng chuyển qua, Dũng làm giúp cho một cái anh bạn làm về... thì Dũng làm giống như là một cái người technical manager vậy đó. Cái công ty thì cũng nhỏ thôi, mười mấy người, thì Dũng giúp ảnh handle mấy cái project kiểu giống như là về gamification, giống như là chơi game trên cái game trên nền tảng của Flash, ActionScript rồi gì đó. Những cái ứng dụng về publishing, quản lý các cái cửa hàng, không phải là cửa hàng sách mà là nó là publishing á, một cái publisher á, tức là một cái nhà phát hành sách, rồi gì đó, phần mềm web application, quản lý về về cảng, rồi đi bid với bên chỗ bên Skullwork, làm cái giải pháp về crawling system cho các cái địa điểm trên toàn nước Mỹ, mà tìm các cái địa điểm point of interest and POI trên toàn nước Mỹ bằng cách là cạo toàn bộ tất cả các cái hệ thống mà chia sẻ về địa điểm này kia. Thì cái đó là cái dự án Clam Tu, thì Skullwork một thời đó là rất là nổi tiếng đó. Thì mình làm dạng giống như technical manager vậy đó, thì nó cũng vui nhưng mà nó cũng làm cho mình mau chán, tại vì thực ra nó challenge nó cũng không có nhiều. Mọi thứ thì mình cũng tự design ra, rồi anh em cũng làm với nhau, và Dũng không có thấy chưa thấy đã, tại vì Dũng biết rằng là mình vẫn còn có thể học được nhiều hơn, cho nên là Dũng mới quyết định là đi phỏng vấn vào Nasdaq. Cái đó thì phỏng vấn vô cái dịp tầm cái khoảng tháng 5, tháng 6 của năm 2012 đó. Thì Dũng đi phỏng vấn thôi. Đi phỏng vấn thì anh Hưng là senior solution architect của Nasdaq thời đó. Thì thời đó thì ở đó thì nhất là anh Huy thì là technical director. Nhì thì anh Hưng phỏng vấn. Thì anh Hưng phỏng vấn thì anh hỏi cũng nhiều thứ, còn cũng hỏi nhiều thứ Dũng không trả lời được. Kiểu như giống như mấy cái design pattern thì Dũng không có nhớ được hết rồi này kia. Thì cuối cùng anh Hưng ảnh đã để cho Dũng vô với cái role là PSC. Nhưng mà Dũng thì bản chất của Dũng không bao giờ đi deal về lương, về level này kia nhiều. Nói chung là ví dụ Dũng muốn làm cái gì thì Dũng chọn cái level đó rồi Dũng vô Dũng làm thôi. Và lúc đó thì Dũng đi phỏng vấn thì Dũng cũng nghĩ là ok thì tôi vô tôi làm thì chắc là senior này kia thôi.
thì người ta offer cho Dũng ở vị trí là Principal Software Engineer. Đó. Thì vô thì xong sau sau tầm cái khoảng vô đó tầm cái khoảng một tháng thì Dũng đã support Bit thành công một cái dự án viết cái ứng dụng console để mà quản lý TV. Đó, thì Bit Bidding thôi chứ Dũng không có vô dự án đó, mà người ta reserve Dũng cho cái dự án là về một cái công ty media lớn của Mỹ, lớn thứ ba của nước Mỹ. Thì Dũng đã cũng góp phần để mà win cái dự án đó, prepare skill này kia, và sau đó thì trở thành architect của cái dự án đó trong vòng một năm rưỡi đó. Sau đó thì làm engineering manager. Thì đại khái rằng là các bạn có thể nghĩ rằng là ok, ông này ông nói là ông có 9 tháng làm Java, rồi ông nghỉ đâu đó 2 năm ông đi làm công việc khác, là phó giám đốc cho một cái trung tâm về đào tạo, rồi đi làm training manager kiêm technical consultant cho một công ty outsourcing, rồi tự nhiên ông quay trở lại ông làm technical architect. Thì nghe thì nó đơn giản vậy, nhưng mà thực chất đằng sau nó là một cái quá trình đầu tư và học tập không ngừng từ thời học đại học cho tới những năm đó. Cho nên là tính ra thì cái số năm về trường đời của Dũng tại cái thời điểm năm 2012 ấy, thì Dũng cũng đã tầm cái khoảng là 7 năm kinh nghiệm đi làm đó, chứ không có ít. Nhưng mà Dũng làm rất là nhiều role khác nhau, nhiều vị trí khác nhau, chứ làm role về dev thì nó ít lắm. Còn mà nói, nếu mà nói là gọi là code mà có kiếm tiền được á, thì Dũng bắt đầu kiếm tiền được từ năm 3 đại học đó. Cho nên là không phải là Dũng không có biết code từ trước, cũng không phải là Dũng không biết .NET từ trước. Dũng biết, bắt đầu biết .NET là từ năm 2004 á, kiểu vậy. Thì Dũng đã biết về C# .NET rồi. Đó. Nên là nghe thì nó có vẻ khá là kỳ diệu đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ đơn giản thôi, đúng theo một cái nguyên lý thôi. Đó là tích đủ lượng thì nó biến đổi về chất. Bạn làm gì, bạn có cái sự đầu tư, bạn có cái sự investment, bạn tích lũy đủ cái kiến thức thì bạn sẽ có cái sự biến đổi. Và khi mà cái trình độ của bạn nó đủ tốt thì người ta sẵn sàng giao cho bạn cái vị trí mà nó xứng đáng với cái khả năng của bạn thôi đó, chứ không phải không, bạn không cần phải cầu, phải đi xin, phải đòi, đúng không? Ngày xưa thì lần đầu tiên Dũng phỏng vấn ở Nasdaq vào năm 2010 thì lúc đó Dũng đòi làm senior. Và Dũng đi vô đây thì lúc đó Dũng cũng chưa có ý định vô Sài Gòn. Nhưng mà về sau này Dũng phỏng vấn, Dũng chả bao giờ Dũng đòi cái role gì hết. Ai thích cho Dũng làm gì thì Dũng làm đó à. Thậm chí đang làm technical architect ở Nasdaq gì đó, nhưng mà Dũng thời điểm đó Dũng cũng tương đối thiếu tiền đó. Dũng đòi đi ra làm senior software engineer thôi, không cần nhiều. Đi phỏng vấn rồi gì đó, người ta kêu làm bài tập về coding, rồi mình cũng làm bài tập về coding, rồi cũng được offer lương cao gấp rưỡi vị trí ở Nasdaq đó. Và lúc đó là đi qua, là chuyển qua, là nếu mà qua cái công ty đó là chuyển qua làm về Scala. Nhưng mà sau đó thì Nasdaq người ta lại yêu cầu Dũng support để quản lý thêm người rồi này kia, cho nên Dũng mới lại Dũng làm engineering manager cho Nasdaq. Thì việc gì làm cũng được, nói chung là ai cần mình làm việc gì thì mình làm cái đó. Và đời nó đưa đẩy mình tới, những cái duyên may nó tới mình được làm các cái vị trí khác nhau, đúng không? Chứ ngay từ ban đầu mình cũng chỉ biết là tôi cũng muốn trở thành architect trong tương lai, nhưng mà tôi cũng thực sự là chưa có rõ là như thế nào. Việc của tôi là phải gì đó đầu tư hết cỡ để
để mà có được cái kỹ năng để mà lúc nào cờ tới tay thì tôi phất thôi. Thì ở cái việc là chuẩn bị, gọi là prepare mà good enough để mà gọi là đến có cờ mà nó tới tay mà phất được, thì cái đó nó mới quan trọng. Còn các bạn cứ đi làm mà cứ đòi role này role kia thì thực sự nó nhiều khi nó sẽ không được. Với lại thêm một cái nữa đó là chúng ta đi làm á, thì chúng ta sorry mọi người lại phải thấy bụng của Dũng rồi. Thì cái này là bây giờ mà Dũng mà chỉ cần mà chạy lên tầm khoảng 40 cây số giờ phát là cái điện thoại nó sẽ bị là cượt lên liền liền ha. Thì các bạn hiểu là mình đi làm á, mình phải tạo ra được cái niềm tin cho cái người làm chung với mình, và khi mà họ có cái niềm tin rằng là mình handle tất cả mọi thứ nó properly, nó không có không phải stupidly á, thì người ta sẽ yên tâm về cái khả năng quản lý và khả năng xử lý cái tình huống của mình á, thì người ta sẽ rất là happy với mình thôi. Và nó không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật mà nó còn là câu chuyện về quản lý nữa, thì mọi thứ nó đều tương đối giống nhau, đó là cái anh này anh có capability để handle cái situation thì anh sẽ là người làm tốt. Dũng có thể kể một cái câu chuyện phụ gia thêm như thế này, là vào năm 2013-2014 đó, thì cái project của Dũng nó xảy ra những cái vấn đề khá là trầm trọng về performance, và đó là một trong các cái product quan trọng mà Dũng tiếp nhận từ phía Trung Quốc. Và nó xảy ra cái những vấn đề về performance đó, là do mình cái chiến lược mà nó họ gộp các cái thị trường lại với nhau đó. Họ bỏ chung vào một cái hệ thống, và cái hệ thống là từ họ thiết kế ra cái hệ thống gọi là multi tenancy, trong đó có cái query builder rất là khủng khiếp. Thì cái việc Dũng làm thì Dũng làm theo một cái cách rất là tự nhiên, nhưng mà thực chất nó rất là bài bản, nó thể hiện được hết cái năng lực của một cái người mà làm architect á, làm solution architect á, đó là nghĩ suy nghĩ thấu đáo, có khả năng estimation planning, chọn đúng người, tất cả các cái bước làm nó đều đúng. Cho nên là tới năm 2013 thì sau khi 2014 chứ hả, sau khi Dũng rời khỏi cái dự án đó rồi, thì nó lại một lần nữa những cái vấn đề về mặt performance nó quay trở lại. Và lúc đó thì công ty mới, cái chị CTO mới mời anh Huy là cũ Âu là technical director cũ về để support, để hỗ trợ. Thì anh Huy anh vô anh ngồi anh coi hết tất cả các document Dũng làm, thì anh nói những cái gì mà nó đúng và nó tốt nhất cho cái dự án này thì thằng Dũng ngày xưa nó đã làm đúng và đủ hết rồi, không có cái vấn đề gì nữa hết á. Còn bây giờ là chỉ là câu chuyện là optimize thêm như thế nào thôi. Thì các bạn có thể hiểu rằng là cái quá trình mà build up cái bản thân mà lên từ một cái vị trí developer mà lên thành architect á, đôi khi nó không phải là người ta chỉ mình làm như thế nào, mà tự mình phải có những cái cách làm mà nó hợp lý, nó thiết thực, thì tự nhiên nó giúp cho mình hình thành ra cái cách thức làm việc mà nó thực sự phù hợp. Ví dụ giống như là các bạn khi mà các bạn gặp một cái technical issue chẳng hạn, thì các bạn sẽ có cái xu hướng là tìm cái cuộc crowd solution, giải quyết xong cái thì bạn thở phào nhẹ nhõm và bạn bỏ qua, bạn nói là thôi thì cầu mong là lần sau nó cứ đừng có bị lại như vậy nữa. Nhưng mà còn tính của Dũng thì nó khác lắm. Khi mà nó Dũng gặp một cái technical issue á, thì Dũng cũng sẽ tìm cái cuộc crowd solution, Dũng sẽ deep dive vô đọc phân tích cái dump file của web server, rồi đưa ra
cái dự đoán của Dũng về cái câu chuyện rằng là nó vì lý do về gì, rồi Dũng tìm cách Dũng fix nhanh. Nhưng mà sau đó thì Dũng sẽ viết tiếp cái proposal là mình cần phải có thời gian mình study thêm để mình biết được là reason behind như thế nào. Đến khi mà mình study thêm sơ sơ một chút thì mình thấy có những cái symptom rằng là cái giải pháp này, cái software này nó không có được well design hoặc là nó có những cái vấn đề. Thì lúc đó mình viết mail, mình chia sẻ, và sau đó thì mình yêu cầu họ là cho mình một cái investment để mình thực hiện, mình tạo ra một cái task force để mà improve cái performance của cái hệ thống. Và lúc đó thì mình giúp cho PM planning luôn là cần bao nhiêu người, cần những ai, làm những cái việc gì. Rồi sau đó mình guide luôn cho cái bạn 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 test lead là cái cách làm performance test. Và thực chất thì cái phần mà performance test và load test thì trước đó Dũng hoàn toàn không có idea, thì Dũng không có biết cách làm. Nhưng mà Dũng cũng thấy cái nhu cầu là tôi làm performance optimization thì tôi không có thể chỉ dựa vô cái cảm cảm giác rằng là ok, tôi sau khi tôi optimize xong thì tôi cảm thấy nó nhanh hơn được, mà nó phải có là đo lường. Mà muốn đo lường thì phải có công cụ đàng hoàng, chứ không thể nào mà chỉ đo bằng 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 theo kiểu là bấm đồng hồ được, ha. Nên thành ra thì Dũng mới 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 gọi là gì đó, nghiên cứu sơ sơ về J-Master, whatever, rồi rồi discuss với chị lead về testing, rồi hướng dẫn cho chị và hướng dẫn cho chị cách làm report, test report và này kia. Cho nên thành ra xong rồi mình làm nó rất là bài bản, và mình bắt chị là simulate cái số lượng concurrent user các kiểu. Thì các bạn hiểu rằng là đó là câu chuyện của năm 2013, mà thời đó là năm 2012 là Dũng đã apply CI/CD này kia, unit test này kia vô code rồi này kia của team rồi, chứ không phải là tới bây giờ. Mà thậm chí có những cái dự án, có những cái thứ mà trong department của Dũng hiện tại bây giờ có những dự án nó còn chưa chưa có được cái unit test coverage mà được 70-80% nữa. Thì nó các bạn thấy rằng là nó câu chuyện được là các bạn làm thì không phải lúc nào nó cũng bây giờ thời với đại tân tiến rồi, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng thực sự nó tốt giống như là mình làm như ngày xưa đâu. Ok rồi, thôi chắc là mình dừng ở đây nha. Nói chung là cũng hy vọng là giúp cho bạn hiểu được là Dũng đã thành architect như thế nào. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người sau. Bye bye mọi người.